Rồi xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay mình đổi chủ đề nha bà con. Mình không có quay về máy. Mình có nhập về một mớ bình xăng. Có nhập về một mớ bình xăng Ghim Thái 125. Mình nhập ở Cam về nha mọi người. Bình này bình Cam nha. Thì cái bình này lúc mà mình mới nhập về đây nó rất là dơ. Để mình đây mình đổ ra cho bà con xem nha. Đây là bình Ghim Thái 125. Mình lúc mà mình chưa rửa nha mọi người. Mình tại vì có ông anh á nhà ở bển á rồi ổng đi về á rồi ổng đem về cho mình bán. Thì có anh em bà con nào muốn mua thì liên hệ mình nha. Mình thì không có công bố giá trên đây. Nhưng có bà con nào muốn mua quan tâm thì mọi người điện thoại trực tiếp mình nha. Số điện thoại của mình là 0986787509 nha mọi người. Cái video của mình là làm để up lên gửi đến bà con xem giải trí nha. Rồi sẵn có bà con nào muốn mua cái gì đó hay là liên hệ cái gì làm xe gì đó thì mọi người cứ gọi thẳng trực tiếp mình. Thì bữa nay mình có về một mớ bình xăng, sẵn mình quay up lên để bà con xem tham khảo luôn. Thì có bà con nào muốn liên hệ muốn mua thì liên hệ mình nha. Rồi thẳng trực tiếp mình nha. Rồi cái bình này là lúc chưa rửa nha. Tại mình về á, mình về gần 50 bình. Và mình rửa mới có hai mấy bình thôi. Mấy bình này mình chưa rửa. Rồi mấy bình này mình rửa rồi. Để mình lấy ra cho mọi người xem nha. Sau khi mình rửa rồi là mình nó rất là sạch nha mọi người. Nó y như cái bình mới luôn nha. Bình rất là đẹp. Bình này mà bà con mua về là chỉ gắn thôi, không cần làm gì hết nha. Tại vì mình tại vì là mình có về mình có làm rồi hết rồi. Thì mọi người về chỉ việc là gắn là chạy thôi. Còn bên đây thì mình chưa làm. Thì có anh em nào muốn mua số lượng thì liên hệ mình nha. Ví dụ bên đây thì mình bán giá khác nha. Bên đây thì anh em bên bển á, anh mình nhập về cho mình sau thì mình để cho anh em đi gan vậy. Rồi anh em về tự rửa rồi tự canh chỉnh gắn cho khách. Thì thường cái bình này á, là thứ nhất là nó dễ bị chảy xăng dư. Chứ cái thứ hai nữa là nó mấy cái dòng thun trong đây nè. Mấy dòng thun ly xăng với mấy cái dòng thun phá xăng nè. Thì nó thường bị chai á, nó rịnh, nó chảy. Thì cái này chỉ giờ mình rửa sạch sẽ rồi mình thay mấy dòng thun chứ mình làm cái bông tu lại là ok chứ không có gì hết nha mọi người. Tại vì ở bên Cam á người ta xài cái đất đỏ nó dơ, nó dính đất đỏ rất là nhiều. Mình nhìn cái bình thấy nó cũ kỹ nha, cái rửa lại là rất là sạch. Đây mấy cái bình này là mình rửa rồi. Rồi có bà con nào muốn mua bình này thì gọi thẳng trực tiếp mình nha, liên hệ mình nha. Mình về rất là nhiều nha mọi người. Bình này thì mình bán cũng mấy năm nay rồi. Xài rất là êm, rất là ok. Thì bởi vì mình mới nhập về mình bán nữa. Mình thì cho mình xin không có công bố giá trên đây. Nếu mà có anh em bà con nào mà thật sự muốn mua, muốn quan tâm thì cứ gọi thẳng vô số điện thoại của mình, gọi thẳng trực tiếp mình. Số điện thoại của mình là 0986787509. Thì mua cho anh 5 bình mình bán giá khác. Mua một bình thì mình để giá khác. Tại vì mình còn để cho anh em kiếm sống nữa, anh em thợ kiếm sống nữa. Chứ mà mình báo cái giá mà cái giá khách mà gắn á thì anh em thợ
không có sóng thì cho mình không có công bố giá trên đây nha, mọi người thông cảm nha. Bình này hàng mới về nha mọi người, ai mua trước thì được bình đẹp nha, còn mua sau thì cũng vẫn bình đẹp, nhưng mà nhiều khi nó nhiều người ta lựa thì nhiều khi ốc nó không có được đẹp bằng mấy cái bình mà mình số lượng nhiều mà mình lựa. Đây thì 25 bình, bên đây cũng 25 bình. Thì mọi người muốn mua gứa rồi thì mình sẽ làm cho mọi người hoàn chỉnh hết, giờ chỉ gắn thôi. Còn nếu mà không im, trả lại cho mình, mình hoàn tiền lại cho bà con nha. Ở đây mình ở dưới quê mà, mình có sao mình nói vậy. Chứ mình bán cho bà con mà xài không được á, thì mình lấy tiền á, mình lương tâm mình cũng không cho phép. Cái gì cũng vậy, làm gì cũng phải có lương tâm. Tại vì mấy cái bình này á, theo mình biết á, nó im, nó không có gì hết. Mình mới đăng mình bán. Thì mọi người cứ muốn mua thì cho cái địa chỉ, rồi cho số điện thoại, rồi mình sẽ làm xong một cái bình ok hết thì mình sẽ gửi cho mọi người. Còn bên đây á, thì mọi người bà con có mua về á, nếu mà mua về thì tự thử nha, tự gắn rửa lại cũng không có gì, chủ yếu là rửa lại. Nhiều khi mấy cái khóa xăng nè thì ở bển nó về á, nó nhúc nhích thì khi nó bị xì khóa xăng. Rồi khóa xăng không quan trọng, chứ mình coi trong bình xăng nó im thôi. Giấy bông tu với thay mấy cái dòng thun, đây nó có 3 dòng thun, một dòng thun ly xăng với 2 dòng thun đít xăng với một dòng thun khóa xăng. Thì mình thay mấy cái này khoảng mười mấy 20 ngàn nó lại, với cái bông tu thì chạy ra cho hết luôn khoảng 50 ngàn nó lại. Rồi thì bữa nay cho mình xin quay cái mấy cái bình xăng mình bán, nha. Rồi mọi người đừng quên đăng ký kênh theo dõi mình nha. Bên mình thì làm xe, làm máy. Đây tiệm mình thì lúc nào cũng có máy làm hết, có máy cả hết. Mình đang dọn. Còn đây còn đây là cái dàn nồi với kim. Mình đang chuẩn bị dọn mới lại. Mình đang chuẩn bị dọn mới là mình xi. Chiếc này chiếc super game nha mọi người. Chiếc này là chiếc super game. Mình xi đồ với mình đi ốc Salaya. Thì anh em bà con nào có muốn tìm hiểu về xe thì mọi người đăng ký kênh theo dõi mình nha. Bên mình thì chuyên về làm máy, rồi dọn xe. Mình làm con xe nào thì mình up lên con xe đó để gửi đến mọi người xem vui nha. Thì kênh của mình thì mình có sao mình nói vậy, mình không có dám xạo hay nổ hay hát gì ở trên đây để cho bà con chửi mình. Mình đang chuẩn bị, cũng đang chuẩn bị dọn một cái con Jadia, dọn full mới luôn. Còn mấy cái máy này thì mấy cái máy 54 khách gửi làm. Tại bữa nay có mớ bình xăng về sẵn quay thì gửi đến bà con xem. Có ai cần thì liên hệ cho mình. Mua sỉ thì mình bán giá khác, còn mua lẻ thì mình bán giá khác nha. Đây con Super Game đang chuẩn bị dọn nha mọi người. Quên nữa, để mình tháo cái bình xăng ra, mình gã gời ra một hai cái để cho bà con xem nha. Nãy giờ mình quên đó. Nè quay anh ơi, đang quay á. Cái này mình quay cái điện thoại nha mọi người, nhờ thằng em nó quay giùm. Mình tự quay tự đăng, chứ mình không có cắt ghép chỉnh sửa gì được hết. Lấy anh cái mâm nhỏ thôi. Đây mình lấy một cái ngẫu nhiên một cái nha mọi người. Đây mọi người nhìn mấy ngốc nha, cũng rất là đẹp nha. Ốc về mấy ngốc này. Rồi để mình tháo ra.
Mấy cái bình này thì vô tư ok, không có gì hết. Mà tại mình tháo ra để mình cho bà con xem. Tại thường ở bên cam người ta xài mấy cái vụ mà phục hồi này kia cái nọ lại thì bên bển người ta không có biết làm. Đây mọi người xem nha. Rất là đẹp không mọi người? Để mình dặn mấy cái này ra luôn cho mọi người xem. Mấy cái bình này mà bà con mà gắn vô mấy chiếc xe zin ha, tốc độ sẽ đạt, nó sẽ ít ăn xăng nha mọi người. Còn như anh em làm 110 làm lên còn như anh em mà làm lên 110 cam xăng 110 này kia mà anh em không gắn bình lớn á, anh em gắn bình nhỏ, bình xăng này chạy rất là ok nha mọi người. Tại vì bên mình á, thường tốc độ mấy chiếc xe của mình làm trên 110 á, mình gắn mấy cái bình này mình test rất là nhiều xe, chạy rất là đạt nha, rất là ok nha. Tại vì cái kênh của mình á, mình test xe mình đăng lên thì sợ như bị phá kênh này kia, với mình không dám test. Nếu mà mấy chiếc xe quen pha mà làm trên 110 gắn bình này là bảo đảm cho anh bà con đi chạy trên 120 nha, trên 120 thì đúng, nếu mà đúng tốc độ của nó mà mình test á là gần 130 nha, gần 130. Cái này là mình có làm sao mình nói vậy nghe, chứ phải mình xảo trên đây nha mọi người. Có nhiều anh em vô bình luận comment tào lao ba xí gì trên đó mình không biết, mình không quan tâm nha. Mà không, nếu mà bà con nào không tin á, có chiếc xe quen pha đem ở đây mình sẽ làm trên 110 rồi mình sẽ test đúng trên nhìn trái 110 thôi, test chạy trên 120. Nếu mà không tin thì ghé tiệm mình nha. Chứ còn mình đăng lên đây là mình có sao mình nói vậy, mình không có xạo gì trên đây để anh em bà con chửi mình. Cái kênh của mình là để up lên xem vui xem giải trí, chứ mình không có xạo nổ gì ở trên đây để cho bị chửi nha. Rồi thôi, bữa nay cái video của mình xin làm tới đây nha mọi người. Chủ yếu là mình có mấy cái bình xăng mình bán để gửi đến bà con xem, rồi có ai xài thì liên hệ cho mình. Rồi thôi, mình xin kết thúc video tới đây nha. Rồi thôi, xin chào mọi người nha, bye bye cả nhà.